Thưa quý vị và các bạn cùng bà con nông dân thân mến, cây thanh long từ lâu được xem là một cây trồng cũng như là loại trái cây rất là quen thuộc đối với người dân Việt Nam của chúng ta. Đặc biệt tại huyện Châu Thành của tỉnh Long An thì thanh long đã là một loại cây trồng truyền thống của bà con nông dân nơi đây. Tuy nhiên đối với loại thanh long ruột đỏ như thế này thì có lẽ là còn rất là ít người biết đến. Ngày hôm nay chúng tôi có một cái thông tin rất là vui được chia sẻ cùng quý vị, đó là hiện nay giá thanh long ruột đỏ như thế này cao gấp 4 lần thanh long ruột trắng mà chúng ta hay sử dụng thường ngày. Chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái thông tin cũng khá là vui đối với những bà con đang trồng thanh long ruột đỏ, phải không ạ? Và trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị, cùng bà con nông dân kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ. Giống thanh long ruột đỏ H14 hay còn gọi là Long Định 1 được nông dân trồng hiện nay là thành công của các nhà khoa học thuộc Viện Cây Ăn Quả Miền Nam trong việc lai tạo giữa giống thanh long ruột đỏ của Colombia với thanh long ruột trắng của Việt Nam. Cây thanh long ruột đỏ có cành to và dài, khả năng cho qua và đậu trái khoảng từ 6 đến 8 tháng sau khi trồng và cho trái tập trung từ tháng 3 đến tháng 10 với năng suất khá cao. Thanh long ruột đỏ là cây mới được trồng ở nước ta. Đặc điểm của loại trái này là lá tai dày và xanh với chóp tai màu đỏ. Trái ngọt, có màu sắc hấp dẫn, giá trị dinh dưỡng cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Cách chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho thanh long ruột đỏ không khác nhiều so với thanh long ruột trắng. Tuy nhiên, cũng có những điểm cần lưu ý. Giống thanh long ruột đỏ này là một giống mới mà chúng tôi đã trồng một số nơi và thấy rằng là nó có tương đối mẫn cảm với một cái số cái bệnh tương đối lạ hơn so với cái thanh long ruột trắng, ví dụ như là bệnh thối thân. Trước đây thanh long ruột trắng cũng bị nhưng mà mức độ mẫn cảm của thanh long ruột đỏ thì nó cao hơn. Và bà con có thể quan sát ở các cái lá non mới ra hoặc là các cái chồi non, và đặc biệt là nó có thể tấn công làm cho cái cành nó bị thối hoặc cái trái nó bị thối. Và hiện nay thì bà con có thể quan sát ở trên vườn mình, đặc biệt là các cái vườn trồng thanh long ruột đỏ, thì có thể là cái giai đoạn tấn công của cái bệnh này thì nó tấn công ở trên cái chồi non, các cái búp non, hoặc là tấn công ở trên các cái cành non. Thì ban đầu thì nó có những cái vết bệnh mà nó nhiễm vào bên trong và nó làm gây hại rất là đáng kể đối với các cái vườn thanh long của chúng ta. Ngoài cái nhiễm thanh long ruột đỏ thì cái bệnh này nó cũng nhiễm trên thanh long ruột trắng. Thì qua cái kết quả nghiên cứu sơ khởi ban đầu thì chúng tôi thấy rằng là cái bệnh này thì cái tác nhân nó có thể do hai cái hướng. Một là do cái nấm rhizobut và một cái vi khuẩn phân lập được là cái nhóm bacillus. Thì nó tấn công, nó làm cho thối các cái cành hoặc là thối cái trái giai đoạn ban đầu rất là nặng. Hiện nay thì bà con nên quản lý một cách tổng hợp cái bệnh này. Nghĩa là những cái nghiên cứu ban đầu chúng tôi thấy như vậy, thì bà con sau các cái đợt thu hoạch thì mình cắt tỉa và mình phun các cái thuốc cộng đồng. Hoặc là trên cái cây mà chúng ta thấy có cái bệnh thì chúng ta nên cắt gom lại và phun thuốc gốc đồng để sát trùng các cái vết thương. Đặc biệt là các cái chồi non thì bà con có thể sử dụng các cái giai đoạn ban đầu. Tùy theo khi mà cái búp nó bắt đầu nó nở ra thì bà con có thể sử dụng các cái thuốc mà phun để phun. Ví dụ như thuốc có gốc kháng sinh, gốc đồng nhưng mà có chứa kháng sinh như là Casuran chẳng hạn, hoặc là các cái thuốc mà nó có gốc Micin, các cái gốc mà nhóm kháng sinh thì bà con có thể phun xịt. Thì phun xịt thì tùy theo giai đoạn ban đầu, thì sau khi cắt tỉa thì chúng tôi khuyến cáo bà con sử dụng các gốc đồng. Đây là một cái thuốc tiếp xúc thì nó diệt các cái vi khuẩn cũng như là nấm ở trên cái cây. Đặc biệt là nó trị được vi khuẩn và nó trị được các cái nấm như là nấm tháng thư, ngay cả tháng thư nó cũng trị được. Nhưng mà đây là chỉ là nấm thuốc tiếp xúc. Cho nên là những cái giai đoạn mà mẫn cảm với cái bệnh này, đặc biệt là giai đoạn mùa mưa mà có các cái chồi non rồi có cái búp hoa, thì bà con nên phun xịt các cái gốc đặc trị, thuốc đặc trị như là gốc đồng có chứa cái thuốc kháng sinh. Thì bà con có thể phun theo từng giai đoạn, ví dụ như là chuẩn bị nở rồi giai đoạn 16 ngày, 24 ngày chẳng hạn, bà con có thể phun luân phiên thì cái việc phòng trị nó rất là tốt. Nhưng mà chúng tôi khuyến cáo bà con là nên khi thấy xuất hiện ở trên cái cây thì chúng ta thu gom và đem đi tiêu hủy, một là đốt,
hay là đem chôn sâu, bởi vì vi khuẩn thì nó có thể tồn tại trong đất, trong cái xác bã thực vật khá lâu, và nếu chúng ta không quản lý tốt thì nó sẽ lây lan và gây hại rất là nặng. Trong cái quá trình phun thì bà con nên phun từ cái phía tán phía trên phun xuống dưới, bởi vì nếu mà chúng ta không chỉ phun phía dưới không thì các cái bệnh nó từ bên trên nó các cái bào tử nấm hoặc là các cái vi khuẩn nó chảy từ bên trên xuống dưới và gây hại rất là nặng. Cho nên là chúng ta nên phun từ trên phía trên phun xuống, và như vậy thì cái khả năng diệt nấm và vi khuẩn tốt hơn và chúng ta quản lý được cái bệnh tốt hơn. Hiện nay thanh long ruột đỏ được tiêu thụ chủ yếu ở các hệ thống siêu thị và những nhà hàng lớn do giá cả khá cao. Giá cao nên đòi hỏi chất lượng trái cũng phải được bảo đảm. Do đó làm thế nào để giữ được màu sắc và chất lượng trái thanh long trong quá trình vận chuyển và bảo quản, thì trong quá trình chuẩn bị thu hoạch, người trồng cũng cần lưu ý một số vấn đề. Để quản lý tốt sau thu hoạch thì chúng tôi khuyến cáo bà con nên xử lý trước thu hoạch. Đặc biệt là trên những cái vườn mà trước đây có cái cây bị bệnh hoặc là trái bị bệnh thì chúng ta nên xử lý các cái thuốc trước thu hoạch bằng các cái thuốc đặc trị cái bệnh tháng thư, như là các cái thuốc như là Antracon, Score hoặc là cái Amistatop cũng được. Rồi sau, nhưng mà chú ý là cái thời gian cách ly của cái thuốc đối với cái trái chúng ta thu hoạch. Ở bên cạnh đó, sau khi thu hoạch thì bà con nên để cho cái trái khô và tồn trữ tốt thì nó sẽ được bệnh hơn. Hoặc là ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng các cái chất canxi thiên nhiên để chúng ta xử lý sau thu hoạch thì nó sẽ làm cho cái bào tử nấm nó khó nảy mầm, và như vậy thì sẽ tồn trữ, nó kéo dài thời gian tồn trữ hơn và tồn trữ ít bệnh hơn. Như đã nói, hiện nay thanh long ruột đỏ chưa được trồng nhiều ở nước ta. Bởi dù muốn trồng, nhưng người nông dân vẫn còn quẩn quanh với câu hỏi có nên trồng hay không, và khi loại cây trồng này trở nên đại trà thì giá cả sẽ như thế nào. Tuy nhiên, vẫn có những người không chờ câu trả lời mà họ đã mạnh dạn đột phá để tìm hướng đi cho mình. Cũng như nhiều nông dân khác ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, ông Lê Đắc Vinh, ngụ xã Dương Xuân Hội đã chọn việc trồng thanh long để phát triển kinh tế gia đình. Ông đã trồng thanh long từ rất lâu, và đương nhiên là thanh long ruột trắng. Cho đến năm 2006, ông mới bắt đầu làm quen với thanh long ruột đỏ, và sang năm 2007 thì ông đã chuyển toàn bộ 1 hecta đất đang trồng thanh long ruột trắng sang trồng thanh long ruột đỏ. Giống thanh long ruột đỏ mà ông đang trồng hiện nay cũng là giống H14 hay còn gọi là Long Định 1 do Viện Cây Ăn Quả miền Nam chuyển giao. So với thanh long ruột trắng thì thanh long ruột đỏ cho trái hầu như quanh năm và năng suất cũng khá cao. Trung bình mỗi hecta cho từ 40 đến 50 tấn trái một năm, trong khi thanh long ruột trắng chỉ khoảng 35 tấn. Trọng lượng bình quân của thanh long ruột đỏ từ 400 đến 600 gram một trái, hơn 20.000 đồng. Là giá mỗi ký thanh long ruột đỏ được ông Vinh bán tại vườn hiện nay. Cá biệt, trong dịp Tết Nguyên Đán, mức giá này có thể lên đến 30.000 đồng đến 40.000 đồng một ký. Một mức giá khá hấp dẫn, mà không phải loại trái cây nào cũng có được. Và với mức giá cao như thế, thanh long ruột đỏ nghiễm nhiên có mặt ở những thị trường cao cấp và phục vụ xuất khẩu. Có được thành quả đó, ông Vinh đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng trước hết, chính là ước muốn thay đổi dần tư duy cũ, lạc hậu sang một tư duy mới, cách làm mới. Bởi trước khi làm chủ sở hữu vườn thanh long ruột đỏ như hiện nay, ông Vinh là một trong những người đi tiên phong của hợp tác xã Dương Xuân trong việc trồng thanh long theo mô hình thanh long sạch, gọi tắt là mô hình GAP, với sự hỗ trợ của Viện Cây Ăn Quả miền Nam. Hiện ông cũng tiếp tục áp dụng mô hình này đối với vườn thanh long ruột đỏ bằng việc xây dựng hệ thống nhà kho để chứa thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón cho thanh long, bảo đảm cho ra thị trường với sản phẩm là những trái thanh long sạch. Với kiến thức được lĩnh hội từ những lớp tập huấn phục vụ chương trình trồng thanh long theo mô hình GAP, ông tiếp tục ứng dụng vào vườn thanh long ruột đỏ hiện nay và thực tế đã mang lại hiệu quả. Ông Minh Quạ, trong 2 tấn thanh long ông bán cho thương lái thì chỉ có khoảng 5 đến 6 kg bị loại ra do không đạt chuẩn, một tỷ lệ khá thấp. Có được tỷ lệ này, theo ông Vinh, quan trọng là do khâu chăm sóc. Những trái thanh long không đạt chất lượng được ông loại ngay từ đầu để chất dinh dưỡng tập trung nuôi những trái còn lại. Sau năm 2005 ra hội đồng được công nhận cái giống đó thì tôi thấy rằng nó có một cái giá trị tiềm năng, rồi tôi mạnh dạn là phá bỏ những cái giống mà ruột trắng mà đã trồng trước đó,
Mặc dù nó đang là năng suất còn rất cao, nhưng mà tôi mạnh dạn tôi bỏ. Rồi sau khoảng tới năm 2008 là tôi trồng toàn bộ là thanh long ruột đỏ trên một cái hectare. Rồi từ đó đến nay thì thông qua cái năng suất và sản lượng của cái giống này nó rất cao và bán được giá, thì những cái kinh tế của gia đình nó có bước đột phá hơn hẳn so với trước đây. Hiện tại ngoài bán trái, ông Vinh còn bán hôm giống. Mỗi hôm như thế này là 10.000 đồng, mức giá cũng không rẻ chút nào. Thế nhưng với mức giá hấp dẫn từ trái thanh long ruột đỏ, nhiều người đã bắt đầu tìm đến ông để mua hôm về trồng. Trước đây, trong khi nhiều người nông dân khác không mặn mà với việc trồng thanh long theo mô hình gáp, thì ông Vinh là người đi đầu. Và bây giờ, trong khi nhiều người còn e ngại với thanh long ruột đỏ, thì ông vẫn lại là người đang ăn nên làm ra với loại trái cây này. Đó là kết quả của sự mạnh dạn nhưng không liều lĩnh, của khát khao vươn lên làm giàu nhưng không phải bất chấp tất cả. Rất vui được gặp lại quý khán giả và bà con nông dân trong tiết mục Vui cùng nông dân. Trước tiên thì như thường lệ, chúng ta cũng hãy cùng khám phá đáp án cho câu hỏi kỳ trước. Chương trình được phát sóng ngày 5 tháng 8 năm 2010. Quý vị có đoán được hay không ạ? Chắc chắn rồi, bởi vì với câu hỏi này, không còn đáp án nào chính xác hơn chính là đáp án A, bởi vì gà nòi có hai dòng. Xin được chúc mừng cho ba vị khán giả may mắn nhận được giải thưởng của chương trình. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của giải thưởng. Giải nhất trị giá 1 triệu đồng thuộc về khán giả có số điện thoại 0938 044 339. Hai giải khuyến khích là hai phần quà của công ty Sito Việt Nam thuộc về hai khán giả có số điện thoại 0908 799-861 và 0974-629-553. Nhà tài trợ chương trình, công ty Sito Việt Nam sẽ liên lạc với quý vị để trao giải thưởng. Một lần nữa, xin được chúc mừng ba vị khán giả may mắn đã nhận được giải thưởng của chương trình. Sau đây là câu hỏi của chương trình kỳ này. Giống thanh long ruột đỏ H14 hiện nay được lai tạo từ các giống thanh long nào? Đáp án A, thanh long ruột đỏ Đài Loan và thanh long ruột trắng Việt Nam. Đáp án B, thanh long ruột đỏ Colombia và thanh long ruột trắng Việt Nam. Quý vị và bà con hãy nhắn tin bình chọn đáp án đúng và gửi về tổng đài 8283 với cú pháp như sau. Sito khoảng cách X gửi về 8283. Với Sito là từ khóa của chương trình, X là đáp án đúng. Ví dụ quý vị chọn đáp án B, hãy soạn Sito khoảng cách B gửi về 8283. Tổng đài sẽ tập hợp các đáp án đúng và máy tính sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 3 số thuê bao có đáp án đúng để trao một giải nhất và hai giải khuyến khích. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào chương trình phát sóng kỳ sau. Chúc cho quý vị sẽ may mắn và nhận được giải thưởng. Bây giờ thì Hà Trinh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tiếp tục phát phần bón chính hiệu Thái Lan.